Hi, dịch chào mọi người đi. Chào mọi người nào. Các em đến từ đâu đấy? À, bọn em đi chơi. Không ạ. Quay về nhà thì cũng muốn về nhà không? Không, muốn ở lại cơ. Đúng. Sao thích ở lại chùa nhỉ? Không nhớ nhà à? Không, mấy ngày đầu tiên thì bọn em nhớ nhà. Còn em năm ngày em mới nhớ một lần. Rồi vài về sau em lại không đi nhớ nữa, em lại muốn ở đây hơn. Thế sao nhỉ? Ở đây có rất là nhiều bạn, nhiều thứ. Bạn là những thứ gì nào? Có những thứ gì? Có nhiều bạn này, có nhà. Vâng, được nghe cái thầy giảng pháp. Chiều nay anh này khóc à? Khóc vì nhớ đến cha mẹ đúng không? Bọn em xin khác thôi. Khóc là sao thì khóc gì? Khi trận nó khóc rồi là sao hổ gại nhỉ? Chị cũng khóc mà. Đấy, bọn em khóc nhưng mà em nghiến răng bỏ hết cả hàng. Kiểu như là ngại không? Ngại, gần em ngại. Gần khóc rồi nhưng mà kìm lại ấy. Giống thầy ấy, thầy khóc. Thế à, có nhớ đến cha mẹ không? Này, ở đây em quen với nhiều bạn đâu, các bạn đến từ đâu nhỉ? Quá nhiều bạn thôi chị ạ. Khoảng em quen gần hết nhóm. Gần 3.000 người. Không nhiều bạn như bạn lạ. Có nó bạn nhóm này 100 mấy người. Thế này, các bạn đến từ đâu ấy nhỉ? Nhiều nơi á. Thì là kê chị nghe cho nó. Thì em chiêu. Quay tới là Hà Nội à, Cà Mau này, miền Nam nữa. Vui nhỉ? Nhiều nơi lắm. Thật vui nhỉ? Thôi nhá, cắt rồi nhá. Một lời gì muốn nói không? Hết rồi ạ. Chị Hoàng Diêu trả lời. Chị Hoàng Diêu hết trả lời. Các em có muốn thật nhiều bạn về chùa Ba Vàng để các bạn cũng được kết bạn với các bạn từ bốn phương không? Em muốn nhiều nhưng mà đừng có nhiều quá. nhiều quá thì chật hết cả chỗ làm, chỗ ngủ, chỗ ăn. Thế thì lại có chùa lại có chỗ rộng hơn chứ. Chùa đang xây cái mới mà. Thì chùa lại tốt tiền. Tiền. Chùa ấy có tiền để mua xà phòng, để ra quần áo, tiền nước, tiền mua đồ ăn, tiền điện. Đúng rồi. Còn tiền là mua đồ hàng chè nữa. Ăn chè chùa ngon đâu? Chè rất ngon, chè nóng nhãn rồi chị ơi. Chè nóng nhãn ngon hơn chè chuối. Thế có ai đã chè chuối rồi à? Em đi chè chuối bình thường, chè nóng nhãn ngon hơn. Có hơn chè mẹ nấu không? Mẹ em chưa bao giờ nấu chè. Chị em cũng nấu chè, nhưng nấu chè nấu đi ăn được.